Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúa, chúng con tiếp tục tôn cao danh Ngài, xin Chúa ban ơn để đời sống của chúng con. Cũng tiếp tục tôn cao Chúa qua cách cư xử của chúng con, luôn cả trong những cách chúng con đối diện với những thách thức ở trong đời sống. Mời xin Chúa Ngài vui nhận nơi chúng con lòng biết ơn và quyết tâm chúng con dâng lên trước mặt Ngài. Chúng con muốn tôn cao Chúa ở trên cuộc đời của chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh Chúa Ngài ban cho chúng ta. Anh chị em trong thời gian này, yêu Chúa Ngài có ban cho anh chị em những phước hạnh nào chúng ta trải nghiệm được. Hãy ghi nhận ở dòng bình luận để chúng ta tạ ơn Chúa và khích lệ nhau trong bước đường đi theo Chúa của chúng ta. Tuần rồi chúng ta đã xây dựng những cái nền tảng và khung cảnh trọn vẹn của cuộc đời của Joseph. Ở trong môn học của chúng ta là một tấm gương sáng qua cuộc đời của Joseph. Chúng ta đã nói qua giảng bài mà chúng ta sẽ theo đuổi ở trong những tuần lễ này. Thứ nhất là những năm đầu trong cuộc đời của Joseph. Sau đó chúng ta thấy việc ông bị bán làm nô lệ. Và hôm nay chúng ta cùng xem ông ở trong nhà của Potiphar. Tuần tới chúng ta sẽ học khi ông ở trong nhà tù, cách ông đối diện với những khó khăn cũng như là được Chúa Ngài ban phước ngay khi ở trong tù. Rồi chúng ta sẽ học ông được cất nhắc lên làm người cai trị cả xứ Ai Cập. Rồi được Chúa Ngài sử dụng ông để cứu gia đình của mình là tuyển dân Israel khi còn nhỏ, còn ở trong lòng của các tộc trưởng khi ông được đoàn tụ với gia đình của mình, cũng như là cách ông đối diện và chuẩn bị cho những năm tháng cuối cùng của cuộc đời của ông ở trên đất này. Và tạ ơn Chúa vì Chúa Ngài ban phước và chúng ta đã theo học về cuộc đời của Joseph ở trong phần đầu. Hôm nay chúng ta tiếp tục với khung cảnh sau khi ông bị bán, để chúng ta thấy rằng ông đã đến xứ Ai Cập. Và trong lời của Chúa, trong Sáng Thế Ký 39 cho chúng ta thấy cái giai đoạn mà ông được mua về và ông hoạt động như thế nào, sinh hoạt như thế nào ở trong gia đình của Potiphar. Anh chị em, có một điều mà tôi được nhắc nhở mà Chúa thứ tư tuần trước chúng ta đã học rất là quan trọng. Đó là Chúa Ngài luôn quan phòng. Ngài là đấng ban cho Joseph khải tượng. Ngài cũng là đấng sẵn sàng để đi cùng gìn giữ bảo vệ ông. Và một trong những điều hết sức đặc biệt mà chúng ta có thể không thấy, đó là theo như địa lý thì vùng đất mà các anh của ông ném ông xuống cái hố mà không có nước đó, thì chúng ta biết rằng ở tại đó có hơn 1.000 cái hố như vậy. Và chúng ta thấy rằng ông đã được ném vào trong cái hố và không chết. Các anh kéo ông lên đúng nghe nhầm cái lúc có một cái đoàn thương lái của người Median đi xuống, người lái buôn của Ismael đi xuống để mua và buôn bán. Thì ông đã được bán cho đoàn người này để ông có thể được đưa đến xứ Ai Cập. Anh chị em, trong tất cả những cái hố sâu như vậy thì Đức Chúa Trời Ngài sắp đặt để ông được ném vào trong một cái hố ở gần với lại tuyến đường của những người lái buôn của Ismael. Vì nếu không thì các anh của ông là những người muốn cho ông chết thật đó, thì họ sẽ theo kịp và ông có thể là bị nguy hiểm đến tánh mạng. Đức Chúa Trời Ngài bày tỏ bàn tay của Ngài, sự bảo vệ của Ngài trong suốt cuộc đời của Joseph, ngay từ những lúc ông được cha yêu mến cho đến khi ông gặp cái sự gọi là ganh tị của các anh khi Chúa Ngài cho ông thấy và ông đã bày tỏ khải tượng về cuộc đời của ông. Điều này cũng nhắc nhở chúng ta một việc rất là quan trọng. Đó là khi chúng ta đối diện với những thách thức ở trong đời sống, những thử thách, hãy nhớ một điều là nếu lòng của chúng ta trong sạch trước mặt Chúa, Chúa luôn ở cùng. Hãy nhìn thấy dấu tay của Chúa xung quanh đời sống của chúng ta để chúng ta vững tâm và tấn tới dù hoàn cảnh của chúng ta có tồi tệ như thế nào. Tối hôm nay chúng ta thấy Potiphar, một viên chỉ huy của vệ binh của Pharaoh, đã bỏ tiền ra và mua Joseph về. Để chúng ta thấy ở trong chương 39 từ câu 2 cho đến câu số 3. Khi ông vào nhà của Potiphar, thì Đức Giê-hô-va ở cùng ông.
Đức Sava ở với Joseph nên cậu rất thành công trong nhà của chủ người Ai Cập. Người chủ cũng thấy rằng Đức Sava phù hộ chàng và khiến cho mọi việc tay chàng làm đều được thịnh vượng. Ở đây chúng ta thấy có một cái nét rất là đặc biệt mà chúng ta thấy trong những cuộc đời trải qua những cái sự thử thách. Và chúng ta thấy rằng khi có một tấm lòng tốt đẹp thì Đức Chúa Trời Ngài là đấng có thể ban phước. Đức Sava ở với Joseph, Chúa Ngài ở cùng ông. Cho nên ông rất là thành công ở trong nhà của chủ người Ai Cập. Rồi người chủ cũng thấy Đức Sê-hô-va phù hộ ông, cho nên đã khiến cho mọi việc tay ông làm được thịnh vượng đó, thì ông được cất nhắc công việc. Đây là một trong những lẽ thật rất quan trọng mà chúng ta nhớ. Hãy đảm bảo cuộc đời của chúng ta sống như thế nào có Chúa ở cùng. Chỉ có một điều duy nhất là tội lỗi làm ngăn cách giữa chúng ta với sự hiện diện của Chúa. Nếu chúng ta giải quyết những tội lỗi trong đời sống của chúng ta, thì ngoại cảnh dù nó có đen tối như thế nào, thì chúng ta vững tin và vững vàng để chúng ta trải qua, vì chúng ta biết rằng Chúa ở cùng chúng ta. Ngài là đấng hứa với con dân của Ngài rằng ta không lìa các ngươi, cũng không bỏ các ngươi. Như vậy chúng ta có thể tin chắc rằng khi tấm lòng của chúng ta trọn vẹn ở trước mặt Chúa, Chúa sẽ vùi giúp chúng ta, Chúa sẽ ở cùng chúng ta, Ngài sẽ làm ơn trên đời sống của chúng ta. Vì sự hiện diện của Chúa ở với Joseph, cho nên ông được thịnh vượng dù ở trong cái hoàn cảnh rất khó khăn nơi xứ lạ. Chúng ta thấy ở tại đây, ông không phải chỉ là một người làm công nhưng mà là một người nô lệ. Mà chúng ta thấy cái sự thăng tiến ở trong cái cuộc đời của ông đó, chúng ta thấy rằng nó tiến triển một cách hết sức là kinh ngạc đối với chúng ta. Ông không thể bị đối xử tệ được vì là một người nô lệ. Vì Đức Chúa Trời Ngài ở cùng ông. Và khi Chúa Ngài ở cùng ông thì chúng ta thấy rằng Chúa Ngài ban phước ở trên ông. Và chẳng những như vậy mà Chúa vì cớ Joseph đó lại ban phước cho nhà của Phô-đi-pha. Đến cái mức độ mà lời của Chúa cho chúng ta biết rằng tất cả những gì thuộc Phô-đi-pha mà đã giao ở trong tay của Joseph quản lý đó đều được thịnh lợi. Phô-đi-pha cất nhắc Joseph làm người cai quản toàn bộ nhà cửa và tài sản của ông. Ở trong câu 4 đến câu 6 chép Joseph được ơn trước mặt chủ và trở thành phụ tá cho ông. Ông lập chàng làm quản gia và giao tất cả tài sản cho chàng. Từ khi ông giao cho Joseph quản trị nhà cửa và mọi tài sản ở trong nhà, chúng ta để ý đến từ khi. Đức Sê-va vì Joseph ban phước cho nhà Phô-đi-pha, phước lành của Đức Sê-va bao phủ ở trên mọi vật của ông, trong nhà cũng như ngoài đồng. Ông trao hết tài sản cho Joseph cai quản, không cần bận tâm đến bất cứ việc gì ngoài phần thức ăn của mình. Joseph rất khôi ngô tuấn tú. Đây là một trong những cái nét mà chúng ta thấy rằng là một cái vẻ đẹp, một cái khuôn mẫu mà Joseph đã để lại cho chúng ta. Ông có thể cay đắng, ông có thể hận đời, ông có thể có nhiều lý do để ông có thể là một cái người mà chúng ta thấy rằng là mất cái niềm vui và phước hạnh. Cũng như diện mạo của ông có thể tàn héo, già nua đi bởi vì ông bị các anh đối xử tệ, bị bán làm nô lệ, rồi bây giờ phải phục vụ chủ của mình. Là một người đã bỏ tiền ra để mua ông về. Nhưng mà chúng ta thấy có một gì đó đặc biệt về Joseph tại đây. Ông có một sự sống mà Chúa ở cùng ông. Rồi Chúa vì ông mà ban phước cho mọi việc tay ông làm. Luôn cả tài sản của gia đình của Phô-đi-pha. Và trong phần này, trong câu số 6, Kinh Thánh kết thúc với chúng ta một câu rất là đặc biệt tại đây là Joseph rất khôi ngô tuấn tú. Ông ở trong hoàn cảnh như vậy, cực nhọc như vậy, khó khăn như vậy, đời sống xa gia đình, xa cha mẹ, xa anh em của mình, ở nơi xứ người làm nô lệ. Nhưng mà Chúa Ngài ban phước và chúng ta thấy rằng Joseph rất khôi ngô tuấn tú. Phước hạnh của Chúa khi đổ xuống trên đời sống của chúng ta sẽ khiến cho đời sống của chúng ta được Chúa Ngài ban phước, vẻ đẹp muôn mặt xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà cái việc Joseph rất khôi ngô tuấn tú này thì chúng ta thấy cũng là cái trở ngại của ông. Thì vợ của Phô-đi-pha, bà thấy Joseph như vậy thì bà muốn cám dỗ Joseph. Ở trong câu 7 cho đến câu số 16, sau các việc ấy, bà vợ của chủ liếc mắt đưa tình với Joseph và nói hãy nằm với tôi. Nhưng chàng từ chối và nói rằng bà xem, ông chủ không còn phải bận tâm đến bất cứ việc gì trong nhà này cả. Ông đã trao cho tôi quản lý mọi tài sản của ông. Trong nhà này không có ai lớn hơn tôi và ông chủ cũng không giữ lại thứ gì đối với tôi, chỉ trừ một mình bà, vì bà là vợ ông. Và chúng ta để ý câu này, hết sức là tuyệt vời.
Làm sao tôi dám làm điều đại ác như thế mà phạm tội với Đức Chúa Trời? Ngài lại ngài, bà cứ quyến rũ, nhưng Joseph từ chối và không chịu ăn nằm với bà. Một ngày kia, Joseph vào nhà để làm công việc. Vì không có một người nhà nào ở đó, nên bà chủ nắm áo kéo chàng lại và bảo hãy nằm với tôi đi. Nhưng chàng bỏ áo lại trong tay của bà chạy trốn ra ngoài. Khi bà thấy chàng bỏ áo lại trong tay của mình và chạy trốn ra ngoài, thì gọi người nhà vào và nói, các người xem đó, thằng Hebrew mà chồng ta đã đem về đã làm nhục chúng ta. Chúng ta thấy những con người mà tội nhân, tội lỗi đó, thì chúng ta thấy tại đây cũng kéo theo vi cánh. Bà nói không phải chỉ làm nhục tôi, nhưng mà làm nhục cả chúng ta. Trong đó có người nhà, những người Ai Cập khác. Nó đến gần tính nằm với ta, nhưng ta đã la lớn lên. Khi ta cất tiếng kêu cứu, nó bỏ áo lại bên ta chạy trốn ra ngoài. Bà để áo của Joseph bên cạnh chờ ông chủ về. Rồi chúng ta thấy Joseph đã bị vu cáo một cách hết sức là tồi tệ. Câu số 14, thì gọi người nhà vào và nói, các người xem đó, thằng Hebrew mà chồng ta đem về đã làm nhục chúng ta. Nó đến gần tính nằm với ta, nhưng ta đã la lớn lên. Khi nghe ta cất tiếng kêu cứu, nó bỏ áo lại bên ta chạy trốn ra ngoài. Bà để áo cho Joseph bên cạnh chờ ông chủ về. Và cũng dùng lời lẽ tương tự mà nói với ông. Tên nô lệ Hebrew mà ông đã khéo đem về nhà đã đến gần tính làm nhục tôi. Nhưng khi tôi cất tiếng kêu cứu thì nó bỏ áo lại bên tôi rồi chạy trốn ra ngoài. Khi chủ của Joseph nghe lời bà vợ nói, tên nô lệ của ông đã đối xử với tôi như vậy đó, thì ông nổi giận phừng phừng. Ở đây chúng ta thấy ông Joseph muốn bảo vệ cái sự trong sạch. Ông đã tuột áo bỏ chạy. Và rồi chính cái hành động đó thì ông lại bị buộc tội là không trong sạch. Chúng ta thấy chiến lược của ma quỷ ở tại đây để chúng ta cũng đề cao cảnh giác. Khi chúng ta trân quý, khi chúng ta đeo đuổi, khi chúng ta quyết tâm làm những điều gì tốt đẹp ở trước mặt Chúa, kẻ thù của chúng ta cũng sẽ dùng chính điều đó để tấn công chúng ta. Joseph muốn giữ sự trong sạch, ông tuột áo bỏ chạy, thì ông tránh được cái quyết liệt của bà chủ, nhưng mà ông đã để lại một cái tang chứng khiến cho bà chủ này có thể sử dụng, bóp méo sự thật và vu khống ông. Trong cuộc đời đi theo Chúa và hầu về Chúa, chúng tôi cũng thấy việc này. Tất cả những gì mà chúng tôi trân quý, dạy dỗ và huấn luyện cho anh em trong hội thánh, thì kẻ thù cũng muốn dùng điều đó để tấn công ngược lại tôi. Đây là một cái lẽ thật mà chúng ta cần để ý. Chủ nhật vừa qua khi Mục sư Thông Victor chia sẻ về những cái chuyến đi, những cái công tác, những cái mốc thời gian quan trọng mà Chúa sử dụng tôi ở trong cái công việc có tầm cỡ quốc tế, thì anh chị em, mỗi chuyến đi như vậy, khi Chúa nghe sử dụng cho một công tác thì trở về chúng tôi bị đánh trả cùng một công việc đó. Thì mình muốn đem lại sự phục hồi cho 11 quốc gia Đông Nam Á, thì trở về thì có cái sự chia rẽ và người ta tìm đủ một cách để gây sự chia rẽ. Khi chúng tôi mở mang công việc của Chúa và gây dựng công việc của Chúa ở tại cánh đồng truyền giáo tại Malaysia và nhiều người được phước, thì trở về thì cũng gặp phải những sự chống đối, những người cộng tác với mình đã nói rằng tôi đã phí thì giờ cũng như là tiền bạc của Hầu Thánh để đem sang công trường Mã Lai để đầu tư cho một cái công việc mà nó không có lợi ích gì và không có kết quả gì. Anh chị em yêu dấu, đó là điều mà chúng ta thấy thường xảy ra. Nên chúng ta cần nghe và học để rồi khi chúng ta đối diện, chúng ta không ngạc nhiên, nhưng chúng ta biết, bởi vì sứ đồ Phaolô nói rằng chúng ta không phải là không biết mưu trước của ma quỷ. Nó có cái mưu trước của nó. Joseph tại đây bảo vệ sự trong sạch bằng cách tuột áo chạy. Thế ông lại bị buộc tội là không trong sạch vì cái chiếc áo đó. Nhà của Potiphar trở nên cái nơi rèn luyện, chuẩn bị và thử nghiệm cho Joseph. Và nó là bước hết sức là quan trọng. Nó là cái dàn phóng cho sự chuẩn bị tiếp theo mà chúng ta thấy rằng Chúa Ngài muốn sử dụng ông cho công việc lớn lao như khải tượng mà Chúa đã cho ông thấy. Đó là Chúa Ngài đang dần cất nhắc ông lên một cái vị trí mà các anh của ông khi gặp ông thì ông có thể giúp đỡ cho họ và họ phải cúi xuống mà ra mắt ông. Anh chị em, con đường mà Chúa Ngài dẫn chúng ta đi lên cũng có những cái sự thách thức và những sự chuẩn bị cần thiết để chúng ta khi lên đến đỉnh cao của những công việc và vị trí mà Chúa Ngài muốn sử dụng chúng ta không bị gãy đổ. Một trong danh từ mà trì về môn lãnh đạo đó là chúng ta phải để ý và giúp đỡ cho những người chúng ta giao công việc
xem họ có bị gãi, họ có bị bẻ cong ở trước cái áp lực của công tác mà họ được giao cho hay là không. Và chỉ có những người trưởng thành mới có thể đứng vững ở trước những áp lực của công việc lớn mà họ được giao phó. Cho nên chúng ta để ý trên đây, Đức Chúa Trời Ngài cũng sử dụng cái sự thách thức này để chuẩn bị cho Joseph, cho Ngài mà ông trở nên nhân vật thứ hai, kể như là thủ tướng của đế quốc Ai Cập, đế quốc Egypto, một đế quốc rất lớn trong thời bây giờ. Ông đứng vững, ông không bị hư hỏng bởi địa vị, bởi vì ông đã trải qua những ngày của sự chuẩn bị. Có nhiều bài học quan trọng mà chúng ta có thể rút tỉa được qua giai đoạn này của cuộc đời của Joseph. Thứ nhất là sự chuẩn bị là một chìa khóa cho thiên mệnh của chúng ta. Nhất là chuẩn bị đúng. Trở nên giống như Đấng Christ, trước hết là trong phẩm cách rồi đến cái chức vụ. Roma chương 8 câu 29 mà chúng ta đã học tuần rồi và chúng ta cũng được nhắc nhở tại đây. Vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để họ trở nên giống như hình ảnh của con Ngài, để con ấy được làm con trưởng ở giữa nhiều anh em. Nếu Đức Chúa Cha có Lucifer phản bội, nếu Chúa Giê-xu có một Judas Iscariot phản bội, thì chúng ta thấy rằng Joseph cũng như chúng ta không thể nào là ngoại lệ được. Mặc dù đau đớn, mà chúng ta biết rằng ở trong cái thế giới đã bị tiêm nhiễm bởi tội lỗi và sống giữa những tội nhân, chúng ta sẽ đối diện với những hình thức tương tự. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng có thể gom hết tất cả mọi sự lại để làm ích cho chúng ta, là những người yêu mến Đức Chúa Trời. Và câu 29 tiếp, vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để họ trở nên giống như hình ảnh của con Ngài, để con ấy được làm con trưởng ở giữa nhiều anh em. Cảm ơn Chúa. Vì khi chúng ta trải qua những thách thức, những truy luyện như vậy, thì chúng ta mỗi ngày một mang ảnh tượng của Đấng Christ, chúng ta trở nên giống như Chúa hơn trong đời sống của chúng ta. Chúa dùng những cái trận lửa của thử thách như là lửa của thợ luyện bạc luyện vàng, khiến cho số lượng khối lượng vàng được tinh rồng, thì lửa trải qua trên cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta không để cho lửa thiêu cháy chúng ta, thiêu rụi chúng ta, mà chúng ta nhận nó như mà lửa của sự truy luyện, thì chúng ta thấy rằng nó sẽ đem lợi ích đến cho chúng ta. Colossae chương 2, Colossae thứ nhì chương 3 câu 18 cho chúng ta thấy, tất cả chúng ta đều để mặt trần chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa, được biến đổi trở nên giống như hình ảnh của Ngài, từ vinh quang đến vinh quang, vì điều này đến từ Chúa là Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Có cái thì giờ của sự chuẩn bị để chúng ta có thể được biến đổi và trở nên giống như Chúa hơn, đi từ vinh hiển sang vinh hiển. Cảm ơn Chúa. Chuẩn bị về phẩm cách, chúng ta thấy tại đây sự chuẩn bị quan trọng nhất trong đời sống của một tín hữu là sự chuẩn bị tấm lòng và phẩm cách của chúng ta. Nếu chúng ta hiểu điều này, chúng ta sẽ thấy cái phương pháp cũng như cái cách nào mà chúng ta được Chúa sử dụng và những cái kỹ năng cho chức vụ, thì chúng ta thấy rằng điều đó có thể huấn luyện được bởi con người. Nhưng mà truy luyện để chúng ta có một cái tấm lòng tốt và một phẩm cách tốt, thì chúng ta thấy rằng trường lớp không thể dạy chúng ta được, mà phải trải qua những cái kinh nghiệm ở trong đời sống của chúng ta. Joseph phải trải qua những sự khó khăn cho sự chuẩn bị tấm lòng để đạt được mục đích của sự kêu gọi của mình. Định nghĩa phẩm cách là phẩm chất của con người bề trong của chúng ta. Phẩm chất tinh kính là những điều thuộc về Chúa mà Ngài đã đặt ở trong lòng của chúng ta. Phẩm chất tinh kính cũng sản sinh ra trong chúng ta khi chúng ta chọn làm điều đúng, ngay cả trong những lúc đau đớn và áp lực lớn. Đây là chỗ rất quan trọng, tùy nơi cái quyết định của chúng ta. Người Mỹ có chữ là thử thách khó khăn có thể làm cho chúng ta cay đắng hoặc là làm cho chúng ta tốt hơn. Bitter or better. Thì chúng ta thấy nếu chúng ta có một tấm lòng mà chúng ta đối diện với nó mà trong cái thái độ xấu đó, thì chúng ta sẽ trở nên cay đắng. Cái hoàn cảnh nó khó chừng nào chúng ta cay đắng nhiều chừng đó. Nhưng nếu chúng ta có một tấm lòng mà đẹp lòng Chúa, có một thái độ tốt, thì thử thách nó sẽ đem chúng ta đến cái chỗ chúng ta sản sinh ra những điều mà Chúa Ngài muốn tìm thấy, một phẩm chất của sự tinh kính ở trong đời sống của chúng ta. Một số cái sự chuẩn bị phẩm cách của Joseph ở tại nhà của Potiphar, chúng ta có thể rút tỉa được ở đây. Thứ nhất là sự trung tín. Chúa Giê-xu dạy trong Luca chương 16 câu 10 đến 12, ai trung tín trong việc nhỏ cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn.
Vậy nếu các con không trung tín về của cải bất nghĩa, ai sẽ đem của cải thật nhau cho các con? Nếu các con không trung tín về của cải của người khác, ai sẽ giao cho các con của cải riêng của các con? Như vậy, ở đây chúng ta thấy rằng có một cái sự trang bị, thử luyện để tạo nên cái sự trung tín ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta thấy tại đây, Luca chương 16, những lời của Chúa dạy cho chúng ta ba cái bí quyết của sự trung tín. Thứ nhất là trung tín trong những điều nhỏ nhất. Chúa quan sát. Cho nên chúng ta cần để ý, đừng xem thường những ngày của sự nhỏ. Và nhiều khi chính ở trong cái sự nhỏ đó mà chúng ta chứng minh được là chúng ta trung tín trong việc nhỏ để Chúa có thể tin cậy và giao chúng ta những việc lớn hơn. Trung tín trong những trách nhiệm thuộc thể. Khi chủ giao cho công việc, Joseph đã quản lý một cách rất tốt, thì sẽ dẫn đến ông có thể được Chúa ngài giao cho để quản lý những cái sứ ơn thuộc linh thiêng liêng rất là quan trọng. Sự khôn ngoan để giải chiêm bao, sự khôn ngoan để có thể hướng dẫn cả một cái guồng máy kinh tế của đế quốc Ai Cập trong 7 năm được mùa, và việc xây cất dựa lẫm, thu mua thóc lúa để 7 năm thất mùa có thể cứu đói và bán ra để làm lợi ra, một nguyên tắc quản trị mà đến ngày hôm nay người ta vẫn học cái phương cách quản trị, đường lối quản trị của Joseph. Đây là một cái phước hạnh tuyệt vời mà chúng ta thấy tại đây. Trung tín với của cải của người khác, đó là điều thứ ba mà chúng ta thấy ở tại đây. Lời của Chúa dạy, nếu chúng ta có thể trung tín với những cái của người khác được giao trong tay của chúng ta, thì Đức Chúa Trời ngài tin cậy để ngài giao trong tay chúng ta những cái của loại cải lớn để chúng ta có thể quản lý. Cho nên chị em, rất là quan trọng để chúng ta nhớ những điều này. Trung tín trong việc nhỏ, trung tín với những trách nhiệm thuộc thể, và trung tín với của cải của người khác. Vì chúng ta suy nghĩ đến cái phẩm chất của sự khôn ngoan. Khôn ngoan khi làm đầy tớ. Trong ngôn chương 17 câu số 2 có một câu kinh thánh rất đặc biệt. Chúng ta để ý đến là tại đây. Điều này đúng với Joseph và cũng sẽ đúng với đời sống của chúng ta nếu chúng ta là một người đầy tớ khôn ngoan. Được chép như thế này. Một đầy tớ khôn sáng sẽ cai trị trên đứa con hư hỏng của ông chủ và được hưởng cơ nghiệp của các anh em ở trong nhà. Trong nhà của Phô-đi-pha có những đứa con hư hỏng, những người đầy tớ khác. Thì Joseph chúng ta thấy một người từ xứ xa được đem bán giữa chợ, được mua về. Nhưng ông là một đầy tớ khôn sáng. Thì cái kết quả như lời của Chúa trong ngôn chương 17 câu số 2 là ông cai trị trên đứa con hư hỏng của ông chủ. Chúng ta không nghe biết Phô-đi-pha có con hay là có bao nhiêu người con. Nhưng mà tại đây thì chúng ta thấy là một cái nguyên tắc. Một cái người đầy tớ mà khôn sáng thì lại ở trong cái vị trí cai trị. Rồi được hưởng cơ nghiệp của các anh em ở trong nhà. Cảm ơn Chúa. Như vậy chúng ta thấy bởi sự khôn ngoan mà Chúa ngài đã ban cho đời sống của ông. Bởi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, ông có thể quản lý tốt tài sản của chủ của mình và ông được thịnh vượng. Cảm ơn Chúa. Khôn ngoan là khả năng đưa ra những cái chọn lựa đúng đắn và do đó biết ứng xử một cách khéo léo trong cuộc sống. Khôn ngoan là chúng ta lấy những kiến thức để chúng ta ứng dụng ở trong đời sống. Khôn ngoan bắt đầu với sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Lời của Chúa dạy chúng ta trong ngôn chương 9 câu số 10, sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu của sự khôn ngoan. Cảm ơn Chúa. Khôn ngoan là món quà từ Đức Chúa Trời. Truyền đạo chương 2 câu 26, và Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan thông sáng và vui vẻ cho kẻ nào đẹp lòng Ngài. Nếu chúng ta đẹp lòng Chúa, Ngài sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan thông sáng và vui mừng ở trong cuộc đời của chúng ta. Khôn ngoan không được ban cho hết thảy mọi người, nhưng chỉ cho những người có sự hiểu biết. Trong ngôn chương 17 câu 16 nói kẻ ngu muội thiếu trí hiểu, thế thì bạc ở trong tay hắn mua khôn ngoan mà chi. Rõ ràng sự khôn ngoan không thể mua được bằng tiền, nhưng mà do Đức Chúa Trời ngài ban cho, nhất là những ai đẹp lòng ngài. Khôn ngoan là biết ứng dụng tri thức ở trong đời sống của mình, nó sẽ đưa ra câu giải đáp và giải pháp cuối cùng khi chúng ta cân nhắc một vấn đề. Và bởi sự khôn ngoan chúng ta có thể đi đến một cái ứng dụng và quyết định rất tốt của tri thức của chúng ta. Chúng ta đi đến ông cũng được chuẩn bị cho cái phẩm chất của sự thuận phục thẩm quyền. Là nô lệ thì Joseph
đã học biết nhiều hơn về lẽ thật của sự thuần phục thẩm quyền. Và chúng ta thấy Chúa ngài dạy chúng ta học cách để đại diện cho thẩm quyền ở trên mình. Và chúng ta càng được chuẩn bị sẵn sàng chừng nào thì chúng ta có thể trở nên ống dẫn của thẩm quyền chừng đó. Và ý, những ngày của sự nhỏ, ông chăm sóc những công việc ở trong nhà của Phô-đi-pha, được Chúa ngài ban phước. Và tuần tới chúng ta học khi ông ở trong tù, ông cũng cùng một nguyên tắc này, rồi Chúa ngài ban phước. Và những ngày của nhỏ được giao cho lớn lớn hơn, rồi cuối cùng một cái vị trí rất lớn. Khi ông lên làm thủ tướng của nước Ai Cập, ông có thể cai trị cả đế quốc Ai Cập trong lúc bấy giờ, ở trong ơn mà Chúa ngài ban cho. Cảm ơn Chúa. Một phẩm chất khác mà chúng ta có thể thấy được tại đây là tinh thần khiêm nhường của Joseph. Khiêm nhường là thừa nhận chính bản thân của chúng ta và tất cả những gì chúng ta đang có là đến từ Đức Chúa Trời, để chúng ta tránh khỏi sự kiêu ngạo. Cách Joseph trả lời với vợ của Phô-đi-pha, bà chủ của mình, ông xác nhận Chúa ngài ban phước trên ông, bà chủ đã tin cậy và giao cho ông hết tất cả. Và ông biết rằng bởi vì có một Đức Chúa Trời ban phước trên ông. Cho nên ông nói rằng cái sự mà bà chủ cám dỗ ông, thì ông làm sao làm cái chuyện đại ác như vậy, một cái chuyện ác như vậy mà phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời là đấng ở cùng ban phước, cất nhắc, giúp đỡ cho ông. Đây là một trong những cái phẩm chất rất quan trọng mà chúng ta cần có trong đời sống của chúng ta. Nhận biết mình là ai và tất cả những gì mình có là đến từ Chúa, từ sự ban phước của Ngài. Để chúng ta giữ mình không để cho sự ban phước của Đức Chúa Trời dừng lại trên cuộc đời chúng ta, như tiếp tục được Chúa ngài ban phước trên chúng ta. Khi chúng ta có một tinh thần của một người tôi tớ về sự khiêm nhường, nó sẽ tạo ra trong chúng ta lòng biết ơn. Nó không làm giảm giá trị của một người nhưng mà gia tăng ở trên đời sống của chúng ta. Nên bước đi trong sự khiêm nhường, chúng ta sẽ không thiệt thòi và mất mát gì hết. Vì có một đấng ban thưởng cho chúng ta và quan sát đời sống của chúng ta là Đức Chúa Trời. Mắt của ngài đang tìm kiếm những người có lòng trọn thành để Chúa có thể ban phước được. Nó tập trung nhiều hơn vào Đức Chúa Trời và những người khác khi chúng ta khiêm nhường. Và đó là một tấm lòng Chúa có thể ban phước trên chúng ta. Và nhớ người dọn đường cho Chúa Giê-xu là Giăng Báp-tít. Trong Giăng chương 3, câu số 30, ông đã tuyên bố như thế này: Ngài phải được tôn cao, còn tôi phải hạ xuống. Đó là lý do mà Chúa Giê-xu khen tặng trong tất cả những người sanh ra bởi người nữ, thì Giăng Báp-tít là người được phước nhất, vĩ đại nhất. Thật là tuyệt vời để chúng ta thấy được. Philip chương 2 câu số 3: Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường xem người khác như tôn trọng hơn mình. Đây là tâm tình của Đức Chúa Giê-xu Christ mà chúng ta cần học theo. Matthew chương 18 câu 1 cho đến câu số 5: Lúc ấy các môn đồ đến hỏi Đức Chúa Giê-xu rằng, ai là người cao trọng hơn hết trong vương quốc của thiên đàng? Ngài gọi một đứa trẻ đến để đứng giữa các môn đồ và phán: Thật ta bảo các con, nếu các con không biến đổi và trở nên như đứa trẻ, các con sẽ không bao giờ được vào vương quốc của thiên đàng đâu. Vậy, người nào khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là người cao trọng hơn hết trong vương quốc thiên đàng. Còn ai vì danh ta tiếp một đứa trẻ như thế này, tức là tiếp ta. Trong cái nguồn kinh tế cũng như là sự sắp đặt, điều hành của vương quốc của Đức Chúa Trời, thì những người khiêm nhường, những người hạ mình, những người phục vụ trong tinh thần lãnh đạo phục vụ là phương cách cũng như đường lối mà Đức Chúa Trời ngài muốn thực hiện và sử dụng. Rất là quan trọng để chúng ta thấy. Và Chúa ngài mang hình ảnh của một em bé vào và Chúa nói rằng hãy trở nên đơn sơ như một em bé. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ được vào vương quốc của thiên đàng. Mác chương 9 có một lời dạy tương tự, từ câu 33 đến 37 cũng giúp cho chúng ta. Đức Chúa Giê-xu và các môn đồ đến thành Capernaum. Khi đã vào trong nhà rồi, ngài hỏi các môn đồ: Lúc đi đường các ngươi bàn cãi với nhau việc gì vậy? Nhưng họ làm thinh, và dọc đường họ đã cãi nhau xem ai là người cao trọng hơn hết. Câu 35, ngài ngồi xuống, gọi 12 sứ đồ và nói: Nếu ai muốn làm đầu thì phải làm cuối và làm đầy tớ cho mọi người. Rồi ngài đem một đứa trẻ đặt giữa các môn đồ, ngài ẵm em bé trong tay và nói: Người nào vì danh ta tiếp một đứa trẻ như thế này, tức là tiếp ta. Còn ai tiếp ta thì không phải tiếp ta, nhưng tiếp đấng đã sai ta. Thật là lâu phải anh chị em. Nếu chúng ta muốn làm cho Đức Chúa Trời, những điều mà chúng ta thấy rằng rất hiếm để chúng ta có cơ hội, nhưng mà cái cánh cửa để chúng ta có thể làm cho Đức Chúa Trời là chúng ta tiếp nhận và giúp đỡ cho một đứa trẻ. Đây là một cái tinh thần khiêm nhường.
Vì người lớn chúng ta nói rằng con nít biết cái gì và chúng ta xem nhẹ những đứa trẻ. Chúng ta rất là dễ để chúng ta có thể phục vụ, để chúng ta có thể chào hỏi, để chúng ta có thể gặp gỡ những cái người gọi là nổi tiếng ở trong cộng đồng khi họ đến thăm hội thánh. Nhưng mà rất là khó cho chúng ta nếu chúng ta không có sự khiêm nhường để chúng ta đón tiếp những đứa trẻ. Đòi hỏi một cái sự khiêm nhường cần phải được chuẩn bị. Cái tính nhu mì là một cái phẩm cách khác mà chúng ta thấy ở tại đây. Nhu mì là phẩm chất của tâm linh biết tiếp nhận những cách giải quyết của Đức Chúa Trời ở trong đời sống chúng ta để hiệp lại làm ích cho chúng ta. Khi chúng ta nhu mì là chúng ta nhận cái sự dẫn dắt của Chúa. Cái chữ nhu mì hay là meekness thì nó là một cái hình ảnh trong tiếng Hy Lạp, là một cái sức mạnh đã nằm ở dưới quyền kiểm soát. Như một con ngựa, khi người ta huấn luyện cho nó và nó đã trở nên thuần rồi, thì người ta tra cái dây cương vào ở trong con ngựa này với một cái hàm thiết. Thì chúng ta thấy rằng tất cả sức mạnh của con ngựa này nó vẫn nằm đó. Nhưng bây giờ nó nằm ở dưới quyền điều khiển. Khi chúng ta nhu mì trước mặt Chúa cũng vậy, chúng ta bằng lòng đón nhận đường lối của Đức Chúa Trời và tiếp nhận cái giải pháp của Chúa, cách giải quyết của Chúa. Chúng ta không nói rằng Chúa ơi, Chúa nên làm như thế này như thế kia. Nhưng mà chúng ta bằng lòng nhu mì nhận cái cách giải quyết của Đức Chúa Trời để đời sống của chúng ta có thể được phước trong ơn của Chúa. Nhu mì cũng là được miêu tả như là một cái tinh thần của người tôi tớ. Nhu mì không phải là yếu đuối mà là một cái sức mạnh và lòng can đảm đã nằm ở dưới sự kiểm soát. Cảm ơn Chúa. Sự chuẩn bị cho chức vụ. Chúng ta cũng cần chuẩn bị về lĩnh vực năng lực và kỹ năng. Chúng ta thấy tại đây được huấn luyện để quản trị và lãnh đạo bằng cách ông trông nom nhà của Phô-đi-phát. Đây là những cái công tác đầu tiên trong cuộc đời của ông trong sự quản lý. Vượt qua thử nghiệm ở trong vấn đề thuộc linh của chúng ta. Chúng ta thấy tại đây Joseph cũng được thử nghiệm ở trong nhà Phô-đi-phát, nhưng mà ông đã vượt qua những cái bài thử nghiệm này. Chúng ta cũng sẽ bị thử nghiệm trong những lĩnh vực về tâm linh, linh hồn và thân thể của chúng ta. Chúa sẽ cho phép những cái thử nghiệm để làm cho chúng ta đủ phẩm chất để bước đi với Ngài ở cấp độ khác, cao hơn, để có thể hoàn thành sự kêu gọi của Chúa cho đời sống của chúng ta. Và đây là điều mà Chúa Ngài muốn tìm thấy. Và cũng là tâm huyết của chúng tôi huấn luyện để tất cả chúng ta, những người nghe, chịu học, áp dụng. Chúng ta có thể được Chúa Ngài cất nhắc chúng ta lên. Và khi Chúa giao cho trọng trách, chúng ta có thể đứng vững trước cái áp lực của công việc, trước cái áp lực của địa vị, trước cái áp lực của sự giàu có thịnh vượng, trước cái áp lực của việc chúng ta được nổi tiếng. Mà chúng ta không trở nên hư hỏng, điều đó không đánh ngã chúng ta, nhưng mà chúng ta có thể đứng vững được và tiếp tục được Chúa Ngài sử dụng và cất nhắc chúng ta mỗi ngày một cao hơn trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa khi sự thử nghiệm của Chúa giúp đỡ cho chúng ta để phát triển phẩm cách tấm lòng và động cơ của chúng ta. Đây là điều mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời Ngài muốn tìm thấy, Ngài nhìn thấy. Chúng ta nhớ câu kinh thánh rất nổi tiếng ở trong Samuel thứ nhất chương 16 câu số 7. Nhưng Đức Giê-hô-va phán với Samuel, đừng xét theo diện mạo và vóc dáng cao lớn của nó, vì ta đã loại bỏ nó. Đức Giê-hô-va không xem theo cách loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy ở trong lòng. Cảm ơn Chúa. Và câu kinh thánh mà tôi thường hay nhắc với một sự nhận biết ngay trong giây phút này nữa, trong lúc tôi đang đứng để chia sẻ lời Chúa với anh chị em tại đây, đang huấn luyện cho anh chị em, thì Sử ký thứ 2 chương 16 câu số 9 nói, vì mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian để giúp sức cho người nào trọn lòng đối với Ngài. Cảm ơn Chúa. Mắt của Chúa soi xét khắp thế gian. Ngay trong giây phút này, trong lúc các anh chị đang ngồi trong hàng ghế đối diện với những cái sự khó khăn ở trong đời sống, hay là các anh chị em ở xa đang vào học với chúng tôi, nhớ rằng có một cặp mắt đang quan sát chúng ta. Và cặp mắt này soi xét khắp cả thế gian. Cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời Ngài đang làm công việc này. Nguyện xin Chúa cho để lòng của chúng ta có thể bày tỏ với Chúa là chúng ta trọn lòng đối với Ngài.
để Chúa có thể giúp sức cho chúng ta, để Chúa có thể hậu thuẫn chúng ta, để Chúa có thể ban phước trên đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Số thử nghiệm của Joseph ở trong nhà của Potiphar mà chúng ta thấy ông đã từng trải. Ông chịu thử nghiệm về lĩnh vực tiền bạc. Ở đây chúng ta thấy ông là người quản trị toàn bộ nhà và tài sản của Potiphar. Anh chị em ở trong vị trí của một người nô lệ được mua bằng tiền. Và nếu cái người đó vì một cái lý do nào đó có tiền đủ để có thể trả cái giá mà mình đã từng được mua, mình có thể được sự tự do trở lại. Ông có thể bị cám dỗ vào trong công việc, biển thủ tiền của chủ của mình. Nhưng không, cái thánh cho chúng ta thấy rằng ông đã đứng vững trước thử nghiệm của lĩnh vực tiền bạc. Ông được giao cho một ít công việc rồi cuối cùng thì Potiphar đã giao cho ông cai quản hết tất cả tài sản của Potiphar. Ông chịu thử nghiệm trong lĩnh vực kiêu ngạo. Khi ông được cất nhắc lên cai trị nhà của Potiphar, thì chúng ta không thấy rằng ông lên mình kiêu ngạo hay là tỏ vẻ là mình là cấp trên đối với là những người nhân viên khác ở trong nhà của Potiphar. Mặc dù ông xác nhận với bà chủ rằng chủ đã tin cậy và giao cho ông hết thảy, ông vẫn ở trong tinh thần khiêm nhu, khiêm nhường. Ông chịu thử nghiệm về lĩnh vực đạo đức. Và đây là một cái sự thử thách mà chúng ta để ý đến mấy chữ mà chúng ta thấy rằng Joseph chắc chắn là đối diện rất khó khi bà chủ cám dỗ và kêu gọi. Thì chúng ta thấy ở tại đây là bà ngày này sang ngày khác. Bị cám dỗ không phải chỉ một lần mà ngày này sang ngày khác. Ông từ chối, rồi ông tiếp tục công việc. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rằng bà cứ tiếp tục làm như vậy mỗi ngày. Ngày lại ngày bà cứ quyến rũ, nhưng Joseph từ chối không chịu nằm với bà. Câu số 10. Ngày này sang ngày khác. Một sự cám dỗ dài hạn. Cám dỗ một lần thì chúng ta thấy rằng đã khó rồi. Nhưng mà ngày này sang ngày khác. Nếu tâm lòng của ông mà không trọn lành với Đức Chúa Trời, có thể một lúc nào đó ông nói rằng tại sao mình không nhận cái này, biết đâu chừng mình sẽ được đặc quyền này, đặc quyền nọ khi được bà chủ quý như là thú cưng của bà. Nhưng không, ông đã tắc thắng được cái sự thử nghiệm ở lĩnh vực của đạo đức. Đây là điều tuyệt vời. Và chúng ta thấy tại đây Joseph đã bày tỏ sự kính sợ Đức Chúa Trời luôn cả những giây phút không có ai nhìn. Bà chủ này bà cũng biết lợi dụng thời cơ lắm. Nói rằng những cái giây phút mà không có người nào ở trong nhà, bà đến tấn công một cách quyết liệt. Nhưng Joseph biết không có ánh mắt của con người, nhưng có một cặp mắt đang soi xét khắp thế gian này xem ai có lòng trọn lành với Ngài để Ngài có thể phù hộ ban phước. Ông kính sợ Chúa và điều đó đã giúp cho ông đắc thắng trong cái sự thử nghiệm về lĩnh vực đạo đức trong đời sống của ông. Điều này cũng nhắc cho chúng ta một điều rất là quan trọng. Tội lỗi bắt đầu bằng con mắt và những tư tưởng. Ở trong Sáng Thế Ký 39 câu số 7, sau các việc ấy, bà vợ ông chủ liếc mắt đưa tình với Joseph và nói hãy nằm với tôi. Liếc mắt đưa tình. Đây là một cụm từ mà chúng ta thấy cũng là điều mà chúng ta phải đề cao cảnh giác. Để ý đến những gì mắt của chúng ta mà chúng ta cho phép nhìn. Và tấm lòng của chúng ta đừng đẩy đưa với người khác phái. Mà cẩn thận để chúng ta có thể đứng vững ở trong ơn của Chúa. Vì nó có thể đến với chúng ta như trong một mầm mống, như là một cái hạt mầm. Như Gia-cơ chương 1 câu 13 đến 15 lời Chúa chép: đang lúc bị cám dỗ đừng ai nói tôi bị Đức Chúa Trời cám dỗ, vì Đức Chúa Trời không thể nào bị điều ác cám dỗ, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng của mình lôi cuốn và quyến rũ. Rồi dục vọng đã cưu mang thì sanh ra tội lỗi, tội lỗi đã trưởng thành thì sanh ra sự chết. Có một gì đó được gieo vào qua cái ánh mắt, rồi chúng ta thấy rằng được cưu mang ở trong lòng. Mỗi một ngày nó lớn lên, xanh xôi, nảy nở, và cuối cùng thì chúng ta thấy rằng nó đã sanh ra tội lỗi. Đề cao cảnh giác.
Và lĩnh vực này là lĩnh vực mà chúng ta rất là dễ để bị đánh ngã. Joseph có khải tượng và những lời hứa quý báu từ nơi Đức Chúa Trời, cho nên ông đã đứng vững được ở trong ơn của Chúa. Phi-rơ thứ nhì chương 1 câu số 4, cũng bởi vinh quang nhân đức ấy, Ngài ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và cao quý, để nhờ đó anh em có thể tránh khỏi sự băng hoại trong thế gian gây nên bởi tham dục và trở nên người dự phần vào bản tính thiên thượng. Joseph thì Chúa cho ông thấy được cái khải tượng của những điều trong tương lai của ông, thiên mệnh của ông. Chúa Ngài sẽ cho ông một ngày, ông ở trong một vị trí cao đến độ các anh khi ra mắt ông phải cúi xuống. Ông có khả năng và điều kiện để có thể giúp đỡ các anh của mình. Chúa cho ông thấy điều đó. Còn chúng ta ngày hôm nay thì lời Chúa rằng, cũng bởi vinh quang nhân đức ấy, Ngài ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và cao quý, để nhờ đó chúng ta có thể tránh khỏi sự băng hoại của thế gian gây nên bởi sự tham dục và trở nên người dự phần và bản tính thiên thượng. Chúng ta có một cái lời hứa rất lớn, một sự kêu gọi rất lớn. Chúa gọi chúng ta để làm đại sứ của nước trời, để chúng ta phản chiếu mỹ đức của Chúa cho những người lân cận của chúng ta. Thì đừng để cho cái lời chứng của chúng ta bị phá hủy bởi những tội lỗi cũng như là những vấp ngã trong đời sống của chúng ta. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va trong lòng của Joseph. Chúng ta thấy câu số 9 là câu hết sức là tuyệt vời để chúng ta được nhắc nhở. Trong nhà này không có ai lớn hơn tôi. Và ông chủ cũng không giữ lại thứ gì đối với tôi chỉ trừ một mình bà. Vì bà là vợ ông. Tại sao? Để ý đến câu kế tiếp. Làm sao tôi dám làm điều đại ác như thế mà phạm tội với Đức Chúa Trời? Ông nhận biết. Không phải chỉ khi ông phạm tội với vợ của Potiphar thì chỉ là phạm tội với bà và đối với Potiphar mà thôi. Nhưng ông nhận biết cũng đứng cao hơn, đứng cầm quyền cai trị và đứng có quyền để phán xét một cách trung thẩm. Để nói rằng làm sao tôi dám làm điều đại ác như thế mà phạm tội với Đức Chúa Trời. Ông nhận biết điều đó. Châm ngôn 98 câu 13 cho chúng ta thấy chìa khóa từ đây. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là ghét điều ác. Ta ghét sự kiêu căng ngạo mạn, đường lối ác và miệng gian tà. Lời của Chúa nói như vậy. Cho nên chúng ta cần học nơi Joseph ở trong bài học này. Chúng ta phải tránh xa những tình huống sẽ làm chúng ta dễ mắc sự cám dỗ. Rất dễ để chúng ta ở trong điều mà câu 10 và câu 12 nói. Để chúng ta thấy ngày lại ngày bà cứ quyến rũ, nhưng Joseph từ chối không chịu ăn nằm với bà. Câu 12, nên bà chủ nắm áo kéo chàng lại và bảo, hãy nằm với tôi đi. Nhưng chàng bỏ áo lại trong tay của bà và chạy trốn ra ngoài. Một cái quyết định rất quyết liệt. Cho chúng ta thấy chúng ta cần phải đề cao cảnh giác, đừng dẫn mình vào trong những chỗ mà chúng ta có thể sập bẫy của ma quỷ. Có những hoàn cảnh, có những cái chỗ rất là dễ để chúng ta mắc sự cám dỗ. Chúng ta phải cẩn thận. Timothée thứ nhì chương 2 câu số 22 dạy chúng ta hãy tránh xa những dục vọng của tuổi trẻ và theo đuổi sự công chính, đức tin, yêu thương, hòa thuận với những người kêu cầu Chúa bằng tấm lòng trong sạch. Trong cuộc đời, học về Chúa, chúng tôi cũng đối diện với một vài người đàn ông. Họ cho rằng họ khỏe mạnh, họ có bản lĩnh. Cho nên họ nói rằng tuột áo chạy hay là một sự hướng dẫn là mình phải tránh cái chỗ của tội lỗi. Tôi nhớ có một người nói rằng, mục sư ơi, nếu mình không vào hang cọp làm sao mình bắt được cọp con? Tôi trả lời rằng coi chừng chưa bắt được cọp con thì bị cọp nó giật cổ chết. Anh chị em yêu dấu, chúng ta phải đề cao cảnh giác. Chúng ta biết sức của mình. Và như tôi thường nói, nếu chúng ta không tránh, Satan nó cứ gia tăng cái mức và cái giá của sự cám dỗ thì không ai có thể đứng nổi. Trừ trường hợp chúng ta nhờ cậy Chúa và chúng ta bỏ chạy. Bỏ chạy khỏi sự cám dỗ không phải là yếu mềm nhưng mà là công việc của một anh hùng đức tin như Joseph ở đây. Cho nên hỏi những anh hùng Rôm, các bạn đề cao cảnh giác. Bởi vì ai trong chúng ta cũng có thể vấp ngã, vì ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Lời của Chúa đã cảnh giác chúng ta như vậy. Tội lỗi về tình dục và sự không trung thực về tài chính là hai trong số những cái sự sa ngã chủ yếu
của các tín đồ cũng như là những người lãnh đạo của Hội Thánh. Hai cái chữ T này, tình và tiền, là cái nó có thể đánh ngã. Người xưa có một cái kế gọi là kế mỹ nhân thì nó luôn thành công. Đồng tiền khi nó nhử thì chúng ta sẽ rất dễ để ngã. Nhưng khi chúng ta biết cái cạm bẫy và cái sức của hai cái chữ T này, tình dục và tài chính ấy, chúng ta biết chạy đến với Đức Chúa Trời nhờ sức của Ngài. Chúa sẽ thêm sức cho chúng ta mà chúng ta có thể chịu nổi sự thử nghiệm của tình dục, của tài chính, mà chúng ta có thể kinh nghiệm sự đắc thắng trong ơn của Chúa. Vì cũng như là Joseph, Đức Chúa Trời sẽ ban ân điển cho chúng ta. Nếu chúng ta chạy đến với Chúa và nói rằng: Chúa ơi, con không muốn phạm tội nghịch cùng Chúa, xin Chúa giúp đỡ và thêm sức cho con, vì con yếu đuối lắm. Thì Kinh Thánh cho chúng ta biết khi chúng ta nhận biết mình yếu đuối là lúc chúng ta mạnh. Vì khi chúng ta biết mình yếu đuối, mình chạy đến với Chúa thì Chúa, Ngài sẽ đưa tay giúp đỡ chúng ta ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta xem sự hiện diện của Chúa. Ngoài Ngài, chúng ta không làm chi được. Nhưng mà có Chúa ở trong đời sống của chúng ta, có sự hiện diện của Ngài, chúng ta có thể làm được mọi sự. Sự hiện diện của Chúa ở trong chúng ta là lời chứng thật sự của chúng ta cho người khác về tư cách của một tín hữu. Khi Chúa ở cùng, nếu lòng tôi có Chúa về tội ác, ác Chúa chẳng nghe tôi. Cái sự đáp lời của Chúa, sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta là một lời chứng hùng hồn và mạnh mẽ nhất. Cho nên Chúa Giê-xu Ngài dạy: nhìn trái chúng ta biết cây. Không ai có thể hái một trái nho từ cái dây nho hoang, cái olive, một cái trái nơi cây hoang, mà chúng ta có thể nói rằng nó là trái ngon, trái ngọt được. Mà chúng ta biết rằng nhìn trái chúng ta biết cây. Chúa Ngài cũng muốn ban phước trên đời sống của chúng ta, để chính sự hiện diện của Chúa là lời mời của chúng ta. Chính sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta chứng minh rằng Chúa Ngài ở cùng chúng ta, ở trong ơn của Chúa, trong phước hạnh của Chúa. Sự hiện diện của Chúa trong chúng ta khiến cho chúng ta phân rẽ và khác biệt với những người không tin Chúa, và ngay cả với những người tin Chúa khác mà không hết lòng với Ngài. Các anh của Joseph cũng là những người trưởng tộc tương lai của Israel. Nhưng mà chính sự tin kính Chúa của ông khiến cho ông trỗi cao hơn các anh, khác biệt hơn các anh. Ông được trỗi cao với những người cùng trang lứa với mình, vì sự hiện diện của Chúa đã phân rẽ ông và cất nhắc ông ở trong ơn của Chúa. Sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của Joseph đã làm cho ông trở nên khác biệt với những người Ai Cập, với chính gia đình của ông. Potiphar nói một câu, xin lỗi, Pharaoh nói một câu rất quan trọng mà chúng ta sẽ học tới ở trong những ngày sắp đến. Vì Chúa ở cùng khiến cho Joseph có thể giải được điềm chiêm bao, thì Pharaoh nói rằng cả xứ này không ai xứng đáng, hay là không ai khác có thể được giao cho công việc quan trọng mà ông sắp sửa giao cho Joseph. Sự hiện diện của Chúa đã tiến cử Joseph vào trong vị trí mà Pharaoh nói rằng ngoài trẫm ra, vì trẫm là Pharaoh của xứ, còn tất cả mọi người đều phải ở dưới sự hướng dẫn cũng như cai trị của Joseph ở trong ơn của Chúa. Chúa Ngài ban ơn. Đối diện với thử thách với tấm lòng tốt sẽ giúp cho chúng ta bước đi ở trong ơn của Chúa mỗi ngày một gần hơn. Đối diện với thử thách với tấm lòng xấu sẽ làm cho chúng ta tệ hơn. Cho anh chị em yêu dấu, hoàn cảnh thử thách dù nó có nóng bỏng như thế nào, nếu chúng ta có một tấm lòng và có một thái độ tốt, thì nó sẽ khiến cho cuộc sống chúng ta tốt hơn, better. Thì nếu chúng ta đối xử và chúng ta tủi thân, chúng ta bào chữa, chúng ta tranh đấu cho cái lẽ phải của mình, vân vân, thì cuối cùng thì chúng ta thấy rằng chúng ta không được tất cả những điều mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta, bởi vì lòng của chúng ta mỗi ngày một tệ hơn sẽ đi đến chỗ chúng ta cay đắng. Nên các anh chị em yêu dấu, đừng để kẻ thù lấp giếng nước ngọt của chúng ta. Hãy để dòng nước của cuộc đời của chúng ta tiếp tục ngọt ngào, đừng để nó trở nên đắng. Thì Chúa Ngài có thể ban phước trên đời sống của chúng ta một cách lớn lao trong ơn của Chúa. Và cuối cùng,
Khi chịu khổ, chúng ta hãy tra xét tấm lòng của mình. Và nhiều khi chúng ta bị lẫn lộn. Có những người đang ở trong sự xử phạt của Chúa thì nghĩ rằng đây là thử thách. Có những người trong sự thử thách thì lại nghĩ đây là sự xử phạt của Chúa. Làm sao để chúng ta có thể phân biệt được? Hầu cho chúng ta sẽ đứng vững và chiến cự khi chúng ta biết rằng đây là sự tấn công của kẻ thù. Đây là sự thử thách. Hay là chúng ta phải lập tức ăn năn? Thì cho tôi vẽ ra cho anh chị em hai bức ảnh. Thứ nhất, chúng ta cần đặt câu hỏi là có phải chúng ta đang chịu khổ như là một sự trừng phạt vì tội lỗi của chúng ta không? Chúng ta trở lại với Phi-rơ thứ nhất chương 4 câu 15, chúng ta sẽ thấy đó. Nếu chúng ta chịu khổ vì tội lỗi của mình thì chúng ta không thể nói đó là thử thách được. Nhưng mà đây là sự kỷ luật của Chúa. Nếu trong trường hợp đó, hãy thành thật ăn năn, quay trở lại để được Chúa Ngài thương xót, Ngài tha thứ. Câu hỏi thứ hai, có phải chúng ta đang chịu khổ không phải bởi sự trừng phạt của tội lỗi, nhưng vì Đức Chúa Trời muốn hành động sâu xa hơn trong tấm lòng của chúng ta và chuẩn bị chúng ta cho những ngày lớn. Nếu như vậy, chúng ta hãy giữ một tấm lòng tốt và thái độ thuận phục, không để cho sự cay đắng len lỏi vào. Nhờ sức Chúa, có một sự thử thách trăm bề thoạt đến cho chúng ta như là điều vui mừng trọn vẹn. Chúng ta sẽ được phước. Như Joseph được Chúa Ngài ban phước, luôn cả trong việc làm nô lệ, làm người phục vụ ở trong nhà của Potiphar, ông vẫn khôi ngô tuấn tú, da mặt xinh đẹp. Ngay khi ông ở trong cái việc bị đối xử tệ bởi các anh, bị bán làm nô lệ, bị các anh đối xử với ông bằng những lời nói không tốt chút nào, khi ông bị đối xử một cách rất tệ, bị rứt khỏi gia đình của mình, bị bán ra xứ người để làm nô lệ, vì ông có một tấm lòng tốt đẹp ở trước mặt Đức Chúa Trời, vừa lòng Đức Chúa Trời, Chúa ở cùng, Chúa ban phước trên mọi việc tay ông làm, luôn cả gia đình Potiphar được phước bởi vì Đức Chúa Trời Ngài ban phước cho Potiphar vì Joseph. Trong hoàn cảnh như vậy, ông vẫn chiếu sáng và phản chiếu mỹ đức của Chúa. Ông vẫn tỏa sáng trong giây phút đó. Ông đứng dậy ở giữa cái khó khăn của tối tăm đó. Vì ánh sáng của Chúa chiếu trên cuộc đời của ông, Chúa ở cùng, Chúa ban phước ở trên đời sống của ông. Ông đã để lại một tấm gương hết sức tuyệt vời cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Không biết như này có giúp đỡ được cho anh chị em hay không? Xin Chúa Ngài ban phước để bài học mà chúng ta học được từ nơi Joseph cũng sẽ là điều mà chúng ta với tâm nhờ cậy Chúa bởi ơn của Ngài vững vàng, giữ tấm lòng của chúng ta thật tốt. Đừng để trở nên cay đắng. Đừng để nó trở nên quán trách Đức Chúa Trời. Nhưng mà có một tấm lòng khiêm nhường, nhu mì đủ để tiếp nhận, chấp nhận đường lối và giải pháp của Đức Chúa Trời cho hoàn cảnh của chúng ta. Với lòng tin một cách chắc chắn rằng Đức Chúa Trời có một chương trình tốt đẹp cho chúng ta, và chương trình đó là để ban phước cho chúng ta chứ không phải giáng tai họa. Hoặc chúng ta có một niềm hy vọng là những ngày cuối của cuộc đời của mình. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban ơn trên anh chị em và cho tôi được phép cầu nguyện cho anh chị em. Cho cái điều chúng con tạ ơn Ngài vì phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho chúng con. Để chúng con được học lời của Chúa. Cảm ơn Chúa vì tấm gương mà Chúa Ngài đã cho cuộc đời của Joseph để lại cho chúng con. Cảm ơn Chúa Ngài biết chúng con cần. Cho nên Thánh Linh đã soi sáng để những lời này, câu chuyện này được chép lại cho chúng con. Xin giúp đỡ chúng con học, áp dụng trong đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa vì tấm gương chịu đựng, đối diện và có những lúc bỏ chạy khi cám dỗ nóng sụt của Joseph đã làm cho chúng con được khích lệ, ban phước cho dòng, cho hết thảy anh chị em chúng con những người đang học bài học này. Chúa cho mỗi chúng con có tấm lòng ngọt ngào với Chúa luôn luôn, để biết rằng chúng con có thể tin cậy Chúa là đấng nhân lành, tốt lành. Ngài không bao giờ có ý định hại chúng con, để Ngài toàn làm ơn chúng con, ban phước trên đời sống của chúng con, để chúng con có thể làm nguồn phước và muôn người có thể qua cuộc đời chúng con mà được cứu. Chúng con cảm ơn Ngài. Tạ ơn Chúa và chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước trên anh chị em vững vàng trong ơn của Chúa, học lại bài học này với những phần kinh thánh mà chúng tôi gửi cho anh chị em của tài liệu, để chúng ta có thể học và xem lời của Chúa bằng chính mắt của mình, để cho những nguyên tắc này dầm thấm vào trong đời sống của chúng ta, chuẩn bị cho Ngài
Chúa sử dụng và đại dụng chúng ta cho vinh quang của Chúa. Chúc bình an. Shalom. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.